ảnh mặc quần cục mà ảnh mặc áo thùng á, ảnh đi ra ảnh rước con mà con thấy con ấn tượng chứ, nhìn trên hình Zalo chứ ngoài con vỡ mộng. Tại vì con lên Sài Gòn là con độc thân lâu quá rồi, mấy năm lận. Cái rồi ổng thấy ơi nhắn tin cũng hỏi thăm mình á kiểu, nên nói thôi kệ, quen đại đi, quen chơi thôi. Chào hai em. Trời, giống nàng tiên cá quá. Mời hai đứa giới thiệu về mình. Dạ, trước khi giới thiệu thì con xin chào cô Hồng Giang, chào anh Quốc Thuận. Dạ, con tên là Dương Thị Tuyết Nhi, sinh năm 1998. Hiện tại là con ở Sài Gòn, con làm việc ở Sài Gòn. Như làm gì con? Dạ, con bán hàng ở shop rồi. Bán hàng sao? Bán hàng gì? Dạ, bán hàng thời trang cho chồng con. Có nghĩa là chồng con chủ shop. Làm cấp trên của con đúng không? Rồi ông chủ shop giới thiệu gì em chủ shop? Dạ, chào anh Quốc Thần, chào cô Hồng Vân, chào khán giả chương trình. Con tên là Phú, con sinh năm 1993. Phú ở xã Lộc An, huyện Đức Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện đang làm việc trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau là ở đâu? Và ấn tượng đầu tiên của hai đứa về nhau như thế nào? Nhi có là cô làm thiết kế ở trong cửa hàng luôn. Có cô làm thiết kế thì cô cứ suốt ngày nói tao có cháu gái đẹp lắm, dễ thương lắm, cứ nói này nọ, nhưng mà lúc đó thì con cũng đang có bạn gái rồi nên cũng không có quan tâm lắm, bỏ qua. Thời gian sau thì hai đứa có lục đục gì đó rồi bắt đầu chia tay. Thì cô lại nói nữa, đó là shop đang có ý định là đang tuyển nhân viên vào làm. Thì bắt đầu là xin số Zalo của bạn rồi nhắn tin. Mới đầu chỉ là nghĩ tới công việc, nhưng mà cái bắt đầu thấy ảnh rồi thấy xinh quá, dễ thương quá thì chắc cũng ra làm quen coi như thế nào. Nhắn tin qua cái kiểu rồi gọi suốt ngày, nói em có rảnh không thì ra uống cà phê nói chuyện. Thì không bao giờ đi hết. Khi mà giới thiệu là con chỉ có nói chuyện qua điện thoại với bạn này thôi. Dạ, rồi có thể là nói bằng FaceTime hay là Zalo. Nói Zalo nhắn tin thôi nhắn, cô nhắn. Tức là ảnh đã thấy mặt trên hình Zalo rồi. Còn con là con cũng thấy mặt trên Zalo rồi. Mà con không phải tìm trên Zalo không đâu, con phải tìm Facebook nữa. Tức là con phải tra xác hết. Từng người. Coi ông này như sao. Đủ dạ, con mà con chưa có đồng ý đúng không? Đúng rồi. Lên giá lên đó cô. Con biết sao vô Zalo thì vô Facebook thì coi trang Facebook cá nhân của con thôi, mà tìm tới chị nè, mẹ nè, anh nè, bạn bè mà. Như ai vậy thì anh đoán là có thể là bà cô bà gì gì đó cũng đã ngỏ lời trước giới thiệu về người đàn ông này biết. Dạ đúng rồi. Sau bao lâu thì hai đứa gặp nhau trực tiếp ở ngoài đời? Bao lâu anh nhỉ? Năm ngày nhắn tin. 5 ngày là sao thôi mà nó tưởng 5-6 tháng, 5-6 năm. Em tưởng 5 năm không có ngày thôi, nó lâu thiệt là lâu. Lâu thiệt là lâu mới gặp. Tại vì đấy ngày nào cũng nhắn tin hết á. Cái bắt đầu 5 ngày sau cũng tình cờ thôi, là con có công việc ra ngoài, đang đi chạy ra ngoài đường. Cái cô này cái nhắn tin qua là ba mẹ có dưới quê có gửi đồ lên thì nhờ chở ra bến xe. Thì mình đang sẵn trên ngoài đường cái chạy qua luôn. Rồi khi gặp mặt ở ngoài đời thì như thế nào nè? Dạ trong hình á thì dễ thương lắm, ra ngoài thì ăn mặc rất là cá tính, sexy, nhìn hút lắm, mình thấy gái mà mình mê liền. Rồi ngược lại còn em thì sao? Dạ con không quan tâm gì hết. Sao vậy? Tại vì lúc bữa đó là ảnh mặc quần cục mà ảnh mặc áo thùng á, ảnh đi ra ảnh rước con mà con thấy con ấn tượng chứ, nhìn trên hình Zalo chứ ngoài con vỡ mộng luôn. Mà bữa đó con giỏi lắm cô, bữa đó là con make up làm tóc làm tai đồ đậm đồ kia, rồi con mặc áo cúp ngực nữa, rồi con mặc quần gợn hở gốn nữa. Có thấy được ngay ngày đầu tiên là con kèo trên trước đã. Dạ. Rồi sao nữa mà chở đi đâu nè? Chở qua bến xe rồi nói chuyện, là thấy cô này nói chuyện cũng gọi là thân thiện, thì mới đầu gặp thì cũng sôi nổi nữa. Dạ đó. Có cuốn hút, có cảm giác, rồi bắt đầu về nhà mới là lên kế hoạch cua. Rồi sau đó kế hoạch coi như là bao lâu thì mới cua dính cô gái này? Dạ cũng nhanh lắm à, còn đánh nhanh rút gọn chắc cũng cỡ tầng à. Trời ơi, bảy ngày thôi đó chị. Trời đó. Ơi thiệt, có nghĩa là vỏn vẹn từ lúc biết cho đến cua dính là có 12 ngày. Dạ trời giỏi, không phải là đơn thuần là 12
hai ngày đó cô. Mà tại vì á là lúc đó là con đang độc thân, tại vì con lên Sài Gòn là con độc thân lâu quá rồi, mấy năm lận. Cái rồi ổng thấy ổng nhắn tin cũng hỏi thăm mình cái kiểu, nên nói thôi thôi kệ, quen đại đi, quen chơi thôi. Con không cần điện hộ bởi vì vợ chồng con là ông Tơ Ba Nguyên, ông đã nghĩa là dệt rồi cho nên con không có lọt khỏi nhau nữa, đúng không? Người trong 7 ngày đó là có tấn công dồn dập rồi. Dạ, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm. Ngoài nhắn tin hỏi thăm ra còn có đi chơi chung không? Dạ, đi chơi riêng không? Ngày nào cũng đi hết. Có đi khuya không? Mới đầu á thì đi về đúng giờ lắm. Nhưng mà lúc sau cái bắt đầu mình lố kiếm qua. Lý do mình lố qua. Lố dần có lố dần lố dạ, dần. Mình lên kế hoạch, mình nói là mình phải mình chơi lâu lâu, cái bắt đầu lý do là nhà đóng cửa đồ, cái bắt đầu là mình không có về được thì phải xin ở lại. Mấy lần cái mình cứ vậy vậy mà không có thấy nghe ngỏ lời kêu thôi ở lại đi về khuya nguy hiểm cái gì đó, giấu luôn. Dạ, là đưa tới cái hẻm rồi thôi, không có chị ở phòng trọ chỗ nào luôn, nói anh dừng ở đó đi, anh đi về đi, em tự đi vô. Nghe là trong suốt 7 ngày là cứ phải như vậy đó đúng không? Dạ, sau đó nữa sau cũng thì thời gian lâu nữa. Lâu lại nhiêu? Chắc cũng mấy tháng sau. Mấy tháng sau thì là lâu thiệt. Trong mấy tháng sau đó là ngày nào con cũng phải từ Gò Vấp chạy lên quận 1 hết mà. Lúc đó không biết sao chắc tình yêu nó mãnh liệt. Cỡ nào xa cỡ nào cũng đi hết. Mà đó là ở nhà, là ở trong phòng á, là ở chung bà ngoại, tại có nhiệm vụ là chăm ngoại. Thì hôm nào mà đi khuya hay về là bà ngoại biết hết trơn. Bà ngoại nói là mày nha, không về mày hôm nay xong mày đi về trễ quá vậy ha. Cái lén lén cái bữa đó lấy hết can đảm luôn rồi, lì lì ngồi sau ngồi ở công viên không chịu về. Khoảng ba giờ rồi nói thôi trễ rồi cũng xin ở lại đồ, mới đầu cũng ngại không cho ghé. Rồi bắt đầu xin nói mình nói riết, cái chị thấy chắc là cũng tội nghiệp chị cho ở lại. Nói ngủ vui không? Vui. Ngủ mà không làm gì hết trơn á, ngủ chung vậy thôi. Hai đứa chính thức thì sau đó bao nhiêu lâu thì coi như là thực sự là của nhau? Mình có sống thử trước không? Đó, có chứ. Trước khi cưới thì mấy đứa, hai đứa có ở với nhau hơn năm. Hồi xưa cái lúc mà lần đầu tiên về á, quen mới mấy tháng á là đòi về nhà gia đình rồi, cũng xác định là muốn cưới vợ. Thì cũng nói với gia đình là xin về, thì gia đình cũng nói thôi để tìm hiểu thời gian đi, mình lớn mình tự quyết định thôi. Thì cái bữa đó là xin về ngày 5 tháng 5, là xin về quê nhà tết nửa năm, về quê vợ chơi. Thì về dưới thì gặp ba má vợ thì thấy thích lắm. Ông bà rất là hiền. Ba thì cứ dặn là con nha, ở dưới quê là khó lắm, đừng có gì để làm cho bác xấu hổ nha. Hai đứa nhớ dặn trước á. Dặn trước nhưng mà dặn không nghe lời. Con tim thì muốn dặn nhưng bản năng thì dặn không có được. Ba má cũng bỏ qua cho sức nhỏ. Giờ mới nói ba mẹ biết á. Ba mẹ giấu tới giờ luôn. Bây giờ mới ba mẹ mới biết. Dạ đúng rồi, chừng nào phát sóng là ba mẹ sẽ biết. Nhưng mà ba mẹ hiểu, bỏ qua. Mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi. Cái giai đoạn mà sống thử vợ có ghen không? Dạ con có giận hờn có nhau giận không? Dạ, giận hờn là hàng ngày luôn, cứ tại nhỏ quá mà. Dạ, con chuyện nhỏ. Lớn chuyện lớn cũng giận, chuyện nhỏ cũng giận, trời nóng cũng giận mà trời lạnh cũng giận. Mỗi lần giận như vậy là cái cơn của cổ như thế nào? Dễ sợ lắm, cứ hùng hổ rồi lên rồi lớn đuổi. Tiếng có nào đuổi em không? Có, tới giận là đuổi đi về. Không đi về đi mà em có gom quần áo đi không? Dạ không, ở lì mình đủ sao đuổi năm, à đúng không? Đúng rồi, năm không chịu, lôi ra không chịu luôn. Cái bắt đầu ở lì chùm mình kính hết luôn, không đi, tôi ở đây lắm. Cái bắt đầu giận quá không biết làm sao, xanh tím mặt, cái bắt đầu nghĩ ra, cái bắt đầu xách đồ đi, bỏ đi. Ảnh không đi mình đi. Bỏ đi, không đi mình đi. Nghĩ theo mình coi đi đâu, ai nhà xách xe đi thiệt. Cái bắt đầu mình đặt chạy xuống lấy xe chạy theo kiếm. Mà lúc đó 1-2 giờ đêm rồi, 1-2 giờ đêm, 2-3 giờ đêm rồi, không phải là kiểu như 8-9 giờ tối. Mà thường cuối cùng là con có quay về không? Đó. Nói chung là tại vì con đi ra để ảnh kiếm, rồi coi ảnh thương con không á. Thử lòng thôi đúng không? Đúng rồi, tại vì lúc đó là chúa cuối kiểu như là mình đã ở chung rồi đó, mình xác định được cái ông này không có thương mình thiệt hay là không. Cuối cùng thấy cũng quá theo mình rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, hai đứa mới cưới được 5 tháng. 5 tháng à, vậy đó hả? Quá son. Quá son đúng không? Dạ. Sau khi hôn nhân là vỡ mộng không? Có thấy được loài một số tật xấu đáng kể không? Vỡ mộng toàn tập luôn. Mới đầu á thì ở sống thử á, vợ siêng lắm. Rồi suốt ngày giặt đồ, thấy giặt tay đồ không à. Con nói, ủa? Con thì nói, thấy đồ nhiều quá, nói em đi ra, em ra ngoài tiệm giặt cho nó khỏe chứ sao có giặt tay không? Em giặt cho nó sạch chứ ra điện giặt không sạch. Còn bây giờ là hả, có máy giặt luôn mà cũng thèm giặt. Không giặt luôn. Dạ. Con là người giặt.
Không, con lôi không lôi kéo lên kêu giặt đồ đi rồi hai vợ chồng cùng leo. Giặt cùng phơi. À, tại vì hồi xưa là thấy là mình chưa kết hôn, mình ở mình thì mình tự mình lo, mình cố gắng mình lo cho mình. Bây giờ có chồng rồi, mình kiểu như là mình nụm nũng chồng á, nũng chồng nó nhẽo đồ ha. Dạ đúng rồi. Rồi tật xấu gì nữa? Vợ thì giống như là cái chuyện vợ biết á, mà cũng biết ít ít thôi, mà giống như là mình là rành rỗi lắm, mình giỏi lắm á. Nhiều khi vô nấu ăn á, thấy ủa sao cô này lạ ta, vô nấu ăn mà không biết nấu gì trơn hết á. Vô cũng biết nấu nhưng mà kiểu cái cách nó nấu nó không có đúng á. Mình thấy mình vừa cũng thương thương cái mình bay vô mình làm hết, dành làm hết luôn. Rồi. Nên là không biết nấu nướng đúng không? Dạ cũng dở trong việc nấu. Tại hồi xưa là con có nấu cho ba mẹ con có đi mạng thì ở nhà con nấu làm hết. Mà tại vì cái kiểu cách nấu của con khác cách nấu của ảnh, rồi ảnh không chấp nhận được, nó thôi anh làm đi em học theo luôn cho rồi. Nhưng mà cách nấu là một chuyện, nhưng mà cái món ăn con nấu á, chồng con ăn được không? Lần đầu tiên về nhà mới thật sự luôn nấu một canh bí gọi là đổ chát xíu nó hơi mặn, tại con để 4 muỗng muối lần. Một nồi canh hai đứa ăn mà nó để 4 muỗng muối là hiểu giờ. Rồi ăn vô chắc lên máu luôn. Chỉ có một lần đó thôi, còn lần sau là con làm bớt lại, con nhặt nhặt như vừa vừa lại. Rồi anh hỏi nè, còn trẻ như vậy chắc là hay mua sắm online này nọ đồ có không? Dạ vợ là nghiện luôn. Cứ đang lướt mà Facebook mình lên mình lướt Facebook, mình cũng hay nghiện Facebook, mình lên mình lướt coi có gì mới không, là thấy ủa sao cái cô nào xinh quá, mặc đồ đẹp quá, kéo xuống comment liền đó, chốt là giờ bao nhiêu tiền vậy chị, mẫu này có mấy màu là biết rồi. Xong cứ là bắt nhận hàng miết, nhưng mà nhiều khi công việc mà đây đi ra hoài hay là gì đó là không nhận được. Nhưng mà con có mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong là vợ sẽ lắng nghe, nhiều khi lắng nghe chồng nhiều hơn. Đừng có vội quá, nóng quá, sống vội quá. Nhiều khi trẻ hơi sống hơi vội. Giờ con giờ đỡ rồi. Nghĩa là chịu lắng nghe. Đúng rồi. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Tật xấu anh ấy là gì nè? Tật xấu à? Chồng em là tuyệt vời rồi. Tại ảnh cái gì anh cũng biết chứ. Không rượu bia, không gái gú, không cờ bạc. Rồi là nói chung là người của gia đình. Người đàn ông không có tật xấu luôn. À, có hai lần thôi, nhưng mà có hai cái thôi. Đầu tiên là đi muộn. Hồi xưa là chưa cưới. Trễ giờ dây thun. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hồi xưa là chưa cưới là 9 giờ là nhiều khi 8 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ 45 tới rồi. Còn bây giờ ha, 9 giờ rưỡi mới tới. 9 giờ 20, 9 giờ 15 mới tới. Còn chờ mòn mỏi. Dạ đúng rồi. Con chờ mòn mỏi để mà con đói bụng nữa. Chiều con đâu ăn chiều, 9 giờ sau 9 giờ cũng mới ăn. Rồi tật xấu thứ hai là anh ngủ á. Tối ngủ là hai chồng ôm nhau ngủ vậy đó. Cái tờ mờ sáng cái mở mắt ra ổng đâu mất tiêu rồi. Ổng đầu tuốt ở dưới chân con. Mà ổng xa nhiều vợ hơn cánh tay của con luôn. Con không biết nữa. Ngủ tôi tư thế mà là la bàn đấy. Đúng rồi, vòng vòng á. Trái đất lan ổng. Mà cái đó chắc không phải thật xấu. Tại vì mình không có kiểm soát được trong cái giấc ngủ mình làm gì. Dạ. Con mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Chồng con hả? Tại vì bây giờ là thời điểm con có hai kiểu nhạy cảm á. Cho nên là nhiều khi muốn chồng quan tâm nhiều hơn xíu. Ủa, em đang có thai, có em bé à? Dạ đúng rồi. Là được mấy rồi? Gần cũng... tháng rồi. Chúc mừng. Gần tháng. Có bị ống nghén không? Dạ không, con bị nhạy cảm về cảm xúc thôi. Rồi không. Nghén về cảm xúc không? Nó có mấy trường hợp nghén đó con. Dạ. Nhưng mà đừng nghén nóng về tính. Lương thực, nghén về thực phẩm, nghén về mùi vị, nghén về cảm xúc, nghén về thị giác nữa. Đúng em biết cái vụ đó không? Nhìn ai cũng muốn ói đó. Thiệt. Nhưng mà trong cái giai đoạn này hạn chế phải kìm kìm lại cái cảm xúc. Bây giờ cô nói nè, con là mới có 22 cái thời điểm này đúng là thời điểm nhạy cảm nhất, mà nhất là bạn này là nhạy cảm về cảm xúc nữa nè. Cho nên là cái gì nó cũng có thể nóng được, cái gì nó cũng có thể buồn được, cái gì nó cũng có thể khóc tự nhiên nó kêu. Khóc vậy đó, nhớ chuyện buồn chính xác cái đó gì? Nó không phải là do cố tình nha con, nó là nó bị liên quan đến vấn đề là về cái tâm sinh lý đó, bản năng á, nó ngộ lắm, mình kèm có được. Trong thời điểm này theo cô thì con nên quan tâm nhiều một chút nè, nhịn nhiều một chút xíu. Để đến khi mà sanh em bé ra, như chưa nha, sanh em bé ra còn một năm cho cái sự mà đó. Gọi là thay đổi ngược trở lại cái nội tiết tố đó nữa. Mà con mà không quan tâm là bị trầm cảm đó. Phải hết sức quan tâm nha. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Ba má nghe ảnh ở dưới miền Tây á, đâu cho em lấy không? Rồi là ba má không đồng ý luôn. Rồi nói chung lúc đầu á thì ba má em không có chịu. Thấy ảnh cũng thật thà, rồi cũng kiểu nhẹ nhàng, cũng có yên lành đó. Cho nên là cũng chịu, đúng không? Dạ, chịu luôn. Chào hai em.
Dạ em chào chị. Mặc cái đầm lấp la lấp lánh luôn. Cái đuôi dài, thiệt là dài vậy đó. Mời em giới thiệu. Dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào anh Quốc Thận cùng khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Văn Sang, dạ em 26 tuổi, đến từ Bến Tre, hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em. Em tên là Lệ, em cùng tuổi với chồng, quê ở Quảng Ngãi, đang sinh sống và làm việc ở đây, Sài Gòn. Một em làm nghề gì? Làm tóc. Sang là làm gì chị quên rồi? Vẫn làm tóc luôn. Cũng à làm tóc luôn hả? Dạ. Câu chuyện tình cảm của các bạn nó bắt đầu như thế nào, kể anh nghe coi. Dạ một buổi chiều đó, trước khi là em đi làm về á, đi qua tiệm. Vợ em là đi bên nước ngoài về, về tiệm thầy cũ là duỗi tóc. Em qua làm buổi chiều. Lúc đó em nghe thầy nói là đồn tên Lệ, nhưng mà em chưa biết mặt ra sao hết. Đầu em vô tiệm, em xé tóc cho vợ em. Xong rồi mọi người nói Sang Lệ đó Sang, anh chị thấy được đó, tiến tới đi. Là lúc đó là em chỉ là nhìn vào kiến thôi. Em chỉ nhìn em cười cười. Xong rồi cái vợ em cũng cười. Cái hai đứa nhìn vô kiến cười. Cười không có nói được gì chỉ có cười. Nhưng mà lúc đó là Lệ chưa có làm ở trọng đúng không? Không có, em là lính cũ ở đó. Nhưng mà em ra rồi, xong rồi em mới đi qua bên nước ngoài. Đó, xong bây giờ quay trở về. Thì là bạn này là lính mới, thì mới gặp bạn này. Cái ấn tượng của em về chàng trai này như thế nào? Giống như em là cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử. Ngay lúc mà bốn mắt nhìn nhau trong kiến là đã cảm nhận vậy luôn á hả? Dạ, đã phải biết không? Là của nhau luôn rồi. Ồ, thiệt luôn á. Lúc đó chồng em đẹp trai nữa. Vậy là em có cảm giác giống như bạn này không? Dạ, cảm giác lúc đó em cũng ấn tượng lắm chị. Lúc đó vợ em mặc đồ cũng mi nhon lắm. Để mang dài bót ngang tới đây vậy nè. Xong rồi mới tập thả dài vậy mà cười miếng chi nữa. Dạ, cười miếng chi nữa. Lúc đó là em ấn tượng luôn đó chị. Rồi em rớt luôn đó phải không? Em rớt luôn từ lúc em đó luôn đó chị. Sau cái buổi mà định mệnh đó thì đứa nào cua đứa nào? Có anh ở trong tiệm á, anh đăng hình lên thấy hình vợ em đó. Đầu vợ em vô bình luận là nhớ mọi người quá. Em mới vô em comment một cái hình cười. Xong rồi cái vợ em cũng comment lại cái hình cười. Em mới nhắn tin qua bên Messenger á. Nói là thôi bây giờ kết bạn Zalo đi. Có số điện thoại thì dễ nói chuyện hơn. Rồi có rủ đi chơi không? Qua ngày sau mới đi chơi chị. Xong rồi chở ra cái vỉa hè uống hai ly sinh tố. Xong cái về cái vợ em cái bị đau họng á. Là đứa thừa em. Bệnh một tuần quá chị. Bệnh một tuần lễ luôn. Ly sinh tố mà thiệt thòi quá. Rồi mà lúc bệnh này rồi anh có quan tâm anh rồi. Có chăm sóc không? Em ở với anh chị á, ảnh thì anh ở riêng. Thì ảnh nhát lắm, mạnh miệng vậy thôi, chứ còn đứng trước người khác thì nhát lắm. Chăm sóc qua online thôi à. Không có dám tới nhà đúng không? Dạ không. Rồi bao lâu thì tình cảm mấy đứa mới bắt đầu mặn nồng? Đi hẹn hò lần đầu tiên là đi ăn sinh tố đó. Xong là em mới về quê, ảnh cũng muốn Tết á là về quê em chơi. Từ lúc đó hai đứa tiến tới luôn. Về quê rồi có ra mắt phụ huynh không? Dạ có. Rồi ba mẹ nhìn ảnh thấy sao? Ba má nghe ảnh ở dưới miền Tây á, đâu cho em lấy đâu. Nói là xa quá. Rồi là ba má không đồng ý luôn. Rồi nói chung lúc đầu thì ba má em không có chịu. Thấy ảnh cũng thật thà, rồi cũng kiểu như nhẹ nhàng, cũng có hiền lành đó. Cho nên là cũng chịu đúng không? Dạ chịu luôn. Lần đó em ở quê được mấy ngày? Dạ em ở quê được 6 ngày chị. 6 ngày ở quê vợ, lúc đó ở đâu? Dạ em ở nhà vợ luôn. Lúc đó là đánh nhanh rút gọn luôn. Đó là em ngủ ở tình giác với anh thứ 8 á. Là ông anh cục chèo của em á. Dạ. Nhưng mà ở trên đó thì là tối rồi vợ có lên thăm không? Dạ không anh. Sao thăm được vậy? Không có lên, tại vì Tết gia đình đông lắm anh. Dạ 6 ngày là đi về. Rồi em có dẫn bạn gái mình về gia đình của mình ở dưới Bến Tre? Dạ có, trước Tết thì em có dẫn về một ngày. Trong cái chuyến đi đó bao lâu thì em mới cầu hôn vợ mình? Bữa mùng 5 Tết á, là vợ em nói là biển Mỹ Khê đẹp. Thôi hai đứa mình đi biển. Thì em cũng đồng ý đi. Xong tới chiều 5:30 dạ em hỏi ủa sao giờ này chưa về nữa anh. Cái em mới nói đợi xíu nữa đi em. Cái em đợi mặt trời lặn đó chị, mua có hai chiếc nhẫn á em bỏ trong túi á, mà giờ em không biết. Nói là vợ em ơi em nhắm mắt lại đi, anh có này em tặng cho em nè. Cái mở chiếc nhẫn ra, em đồng ý là bạn gái anh nha. Thôi và đến khi nào mới xin phép ba mẹ vợ cho cưới con gái? Chiều trao nhẫn đó xong, vợ em đồng ý xong là em chở vợ em về. Xong rồi tối em bấm trong điện thoại á, dạ thưa hai bác, hai đứa con có quen nhau vậy đó. Dạ em soạn tin nhắn sẵn á anh để cho nó thuộc lòng á. Lúc đó là ảnh nhát lắm, anh không biết nói làm sao á. Lúc mà lên thưa chuyện với ba má là để dưới bàn nè. Là liếc liếc vô không? Đó. Thưa ba má xin cầu hôn mà liếc vô cái điện thoại đúng không? Dạ, có không? Ba nghe rồi ba thấy sao? Nói chuyện kiểu như vậy là quá thật thà, quá nhút nhát rồi. Vậy là ba má nghĩ rồi, gái mình trên kèo rồi. Cưới luôn. Là đồng ý. Là đồng ý luôn. Cái đợt đó là có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ có.
Nụ hôn đầu tiên là buổi chiều em cầu hôn ở bãi biển Mỹ Khê đó anh. Đúng là có một nụ hôn đó thôi luôn á. Sau 6 ngày đó là em phải trở về thành phố em làm. Em làm tại vì em làm công ty đó chị. Xong rồi tới đầu tháng 2 em mới về ăn đám giỗ. Làm xin công ty phép là 15 ngày. Ăn giỗ xong là hai vợ chồng em đi chụp hình cưới. Rồi đi coi như là như vậy thời gian nó cũng không phải là lâu ha. Thôi. Vậy là hai đứa lấy nhau về là được bao lâu rồi? Tính tới thời điểm này thì 2 năm 2 tháng mấy rồi. 2 năm 2 tháng mấy? Dạ. Vậy lúc cưới nhau về là nhiều tật xấu loài ra không? Dạ cũng có chứ. Wow. Giết dữ. Bây giờ tật xấu lạnh à? Mới cưới về ngủ thì bình thường lắm. Bây giờ ngủ gác không chị? Ngang đây trở xuống. Với lại hút thuốc nhiều anh. Mà đi vệ sinh thì cực lâu luôn, 30 phút. Có cầm theo cái điện thoại không? Dạ có luôn. Rồi đó, làm cái gì không? Chơi đó. Game đồ. Em dạ. Chơi game anh. Ngay mà. Có nghe nè, ổng có ghen không? Dạ không. Rồi bây giờ anh hỏi em là sao? Dạ. Bây giờ em không có ghen cổ mà cổ có ghen không? Dạ có. Dạ em ghen lắm anh. Là có đợt thì em cũng đi đăng ký trả ráp thêm cho nó vui vui đó chị. Có một vị khách đó nói là ủa anh có chị mối không? Là em mới nói có. Sáng thì người ta đi làm, 6:30 em dậy chở đi, chiều người ta gọi điện chở về. Cái bữa đó là ở nhà đang dọn dẹp tiệm vậy đó, cái bắt đầu người đó nhắn tin kêu em là đi mua cạc điện thoại giùm. Cái em mới nói là đợi anh xíu để anh qua mua cho. Mà em nói nhỏ nhẹ lắm. Đầu giờ em hỏi đi đâu về, em nói là đi mua cạc giùm cho khách mối. Cái vợ em mới nói ủa sao có nhiều người lắm mà sao không điện mua giùm mà sao điện chồng. Cái lúc đó cái vợ em ghen lên, tối đêm đó là không cho ngủ chung luôn. Em phải ngủ ở dưới á. Bé đó là nhiêu tuổi? Dạ lớn hơn em 2 tuổi chị. Sau đó là có hủy luôn với cái mối sơn đó không? Lúc đó là em nghỉ luôn. Thì lúc đầu là anh cũng có nói với em là chở chị đó như vậy. Qua cái ngày thứ 3 thì sao em thấy kỳ quá. Có ai đi đâu mà gọi cho tài xế mà tới 10 mấy cuốn luôn. Tính ở trong nhật ký á, cứ cách 10 đến 15 phút, cao dữ lắm là 30 phút là gọi một lần. Đi gì mà đi dữ vậy? Nếu mà không có gì á thì tại sao mà cái lúc mà nạp cạc điện thoại cho nhau á sao không để tin nhắn mà xóa luôn? Cái ghen của em là đúng. Đó là về phụ nữ, là chị đứng về phía em. Thực ra mà nói á, cái việc mà em chở xe mối á, mà nhất là chở bằng xe máy đó, giống như đi đưa đi đón về, nó cũng giống y như là chở người yêu mình đi học hay đi làm đúng giờ đúng giấc như vậy. Tại vì bây giờ chuyện ráp nhiều lắm, không nhất thiết là mình phải đặt mối một người nào cố định cho mình cả, nếu như mình không có cái suy nghĩ gì trong đầu. Nếu như là chị đó ha, trong lúc vợ mình đang có bầu á thì mình tránh tất cả những cái gì tránh nhất có thể để làm cho vợ mình bị tổn thương. Ví dụ như là cái người mối đó là một cái bà cụ nào đó hay là bà bác nào đó đi, ok, còn này lớn em 2 tuổi, thì đương nhiên cái chuyện mà vợ mình có cái ghen là đúng rồi. Chưa tính cái chuyện mình cũng có say nắng chút đỉnh mà tại mình giấu đó. Cho nên rằng á là riêng cái chuyện này chị đứng về phía vợ em. Có thể là em không thích người ta nhưng mà người ta thích em rồi sao? Đúng không? Rồi một lúc nào đó ở trong gia đình có cái chuyện gì bất hòa, ví dụ hai chồng gây lộn nhau một chút buồn vậy, mối gọi alo anh đang ở đâu, chở em đi uống cà phê được không, là xong. Rồi bây giờ em mong muốn bạn gái ấy thay đổi điều gì? Dạ em thay đổi là bớt nóng lại. Nóng tính hả? Dạ hay nóng tính. Nóng tính dữ lắm hả? Dạ. Nhưng mà nóng mà không kiểm soát được. Không kiểm soát được. Từ ngữ cũng hơi khó nghe. Nhưng mà bớt kiểm soát lại cái tính. Nghĩa là bớt nóng tính lại đó. Dạ. Kiềm chế lại đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Dạ nhiều đó đủ rồi. Em mong ông xã em. Anh ấy thì anh hay hút thuốc nhiều, em thì em hay càm ràm nhiều cái vụ đó. Có khi một ngày một gói. Trời ơi, nhiều lắm đó nghe. Quá nhiều rồi. Rồi có cái nào hút mà trước mặt con không? Dạ có chứ, nhưng mà ít thôi. Dạ. Hạn chế luôn đi. Chứ lại biết quan tâm vợ nhiều hơn, hiểu vợ nhiều hơn. Dạ, nhiều khi vợ muốn hiểu vợ gì nè. Thì nhiều khi ảnh cũng hay vô tâm lắm chị. Là ảnh xấu cái tật là ảnh thích cái gì á, ảnh thích ăn cái gì hay là ảnh thích cái gì đó là phải có cho bằng được. Còn em mà em thích ăn cái đó chỉ là đơn giản là một cái bánh mì thôi. Thì ảnh cũng không mua. Tại vì em thấy ở nhà đồ ăn nhiều lắm, anh đi đâu cũng có đồ ăn á. Tại vì nhưng mà em dẫn xe vô nhà rồi là bắt đầu em làm biến đây vậy. Đó, cho nên là bạn nghĩ là chắc em dư đồ ăn rồi. Cho nên là bạn nghĩ là cái mà giống như em nói em muốn ăn cái đó chỉ là em thử lòng hay em giả bộ thôi. Đúng rồi chị. Đó. Thì giờ chị nói em nghe nè. Nhiều khi có những điều mình nói dối không có hại ai. Mà chỉ mình được lời thôi. Em hiểu không? Em không? Dạ. Cho nên là kệ đi. Bây giờ vợ nói em thèm này, bữa nào em thử coi. Vợ thèm hả? Vợ thèm anh đi anh mua vợ nha. Ví dụ vậy. Là thiệt vui vẻ liền. Chiêu đó của em sẽ làm giảm bớt cái tính nóng nảy của vợ em. Chị đảm bảo với em luôn. Đó, đó là những điều quan tâm. Với lại cái hút thuốc á, thuốc bớt lại. Anh khuyên em chân thành. Nên bây giờ hạn chế nhiều từ từ rồi bỏ. Với lại mình phải biết con mình nó còn nhỏ quá.
đúng không? Đó, mà bây giờ bệnh nó nhiều dữ lắm. Đúng rồi. Thôi, cố gắng nha. Mỗi một người phải thay đổi. Dạ. Và được, bỏ luôn thuốc nha. Đúng rồi. Quan tâm vợ nhiều hơn. Vậy đi. Nghe chưa? Dạ. Dù có như thế thì cô ấy mới bớt nóng, bớt cảm ràm nha. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Ảnh là ảnh rất là mê coi phim. Phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á, là ảnh coi, có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ á thì ảnh mới vô, mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi gì. Trong khi em không cần nghe, tại vì em rất là ghét. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, năm nay em 28 tuổi. À. Em đến từ Hậu Giang, hiện đang làm nhân viên kế toán. Dạ, xin Hậu chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Du Phong, em đến từ Hậu Giang, năm nay em 28 tuổi. 28. Nghề nghiệp của em là kỹ sư cơ khí. Ông đoán cái cho tôi vui vẻ coi nè. Hai bạn có thể là chung sớm với nhau, và từ nhỏ là hai bạn đã là thanh mai trúc mã với nhau. Đi học là hai bạn cũng đi chung với nhau, cũng là những người bạn học chung trường, chung lớp với nhau. Và tình yêu bắt đầu nảy nở và yêu nhau lén lút. Và cho tới bây giờ coi như là thành vợ thành chồng, đúng không? Dạ. Dạ đúng khúc sao. Dạ đúng khúc rồi, sao. Đúng khúc sao, trời ơi ghê chưa. Sao mà đúng khúc sao đâu, kể chị nghe coi. Dạ hai đứa em gặp nhau là lúc năm lớp 10. Năm lớp 10 là em chuyển trường vào trường chung trường của chồng em học. Lúc đó là học hai vợ chồng chung lớp luôn. Lúc đó thì nhìn chồng em trắng lắm. Trắng hơn bây giờ nhiều lắm. Dư chồng em rất là hiền, nhìn hiền khô, hiền nhất luôn. Còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô gái này? Cái ấn tượng ban đầu em gặp vợ em là rất là thì mày, hiền rồi nữ tính nữa. Nhưng mà đúng gu á. Đúng gu luôn, có trắng, lúc ấy có trắng bóc giống vậy không? Dạ, trắng y chang luôn. Trắng bóc y chang vậy luôn, tóc dạ. Dài vậy luôn. Dạ. Rồi em cua nhỏ này sao đâu, kể chị nghe coi. Nói chung là em cũng không biết cách gì đâu. Thì em hôm đó em mới nghĩ ra một cách. Là em mượn cuốn sách địa lý. Rồi về em giáo quà là em làm gách một trang. Rồi hôm sau á thì em trả sách xong em mới mượn cớ là xin số điện thoại của bạn kia để xin lỗi. Ông, bài ông mưu cua, tính kế. Ông cua người ta thôi mà ông phạm luật, ông làm rách sách. Rách sách. Không phải rách sách thì có cớ đi rồi. Tại sao hồi đó không cua bằng cái cách là giống như là mình ép một lá phượng, hay mình để một cái miếng giấy và mình ghi vô là bạn ơi, thế này nó nó lãng mạn không? Dạ em lúc đó em nhát đó, em không có dám viết thư luôn. Nhưng mà cái thời đó là có điện thoại di động chưa? Dạ lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Nhắn xóa liền dễ sợ không hả? Còn bên này có phải là mượn điện thoại của ba mẹ luôn không? Dạ đúng rồi, thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game. Rồi mới thấy tin nhắn, rồi mới hỏi qua lại, rồi mới biết là bạn Phong ở chung lớp. Nhắn tin rồi xin lỗi này kia. Rồi lén lúc nhắn tin qua lại nhiều không? Dạ tức là nhắn tin khoảng tầm vài bữa thôi thì em tỏ tình luôn. Tỏ tình? Tỏ tình sao sao kể nghe. Vậy mà nhát cái gì không biết nữa. Dạ em hỏi hẳn luôn là có Tú có đồng ý làm bạn gái của Phong không? Trời ơi lúc đó mới lên sao rồi Tú đó. Trả lời sao? Dạ em trả lời liền luôn là đồng ý. Coi như là lớp 10, cuối năm lớp 10 là yêu nhau hả? Dạ. Nay là yêu nhau mấy năm rồi ta? Tại em quen lớp 10, sau mà lớp 11 là tụi em bắt đầu chia tay rồi. Lý do? Dạ. Sao chia tay vậy? Quen có năm chia tay vậy? Dạ, lúc đó quen được một năm. Lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện. Trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện. Mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn. Xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em, tỏ tình là viết thư luôn. Sau đó rồi bạn đó hẹn em ra ngoài ghế đá, em ngồi em nói chuyện. Không biết sao bạn này trong lớp lại hay cái chuyện đó. Rồi lúc đó cái qua ngày sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi. Rồi bạn này nói là chia tay luôn. À là em sốc phải không? Em sốc. Dạ. Yeah. Em có thấy hình ảnh hai cái người đó ngồi ở ghế đá không? Từ trong lớp nhìn ra có thấy không? Tức là em không có thấy, nhưng mà một bạn trong lớp thấy mét lại ra. Rồi xong là em vẫn đùng đùng em vẫn đùng đùng, có nghĩa là không cần phải biết lý do, không biết phải quấy như nào ra chia tay là luôn. Chia tay luôn. Dạ ra nói chia tay xong là đi vô lớp. Lúc em cũng không năn nỉ luôn. Tại cái tính bạn này thì em cũng nghe nhiều bạn nói là bạn này rất là ghen. Anh này rất khó gia trưởng mà em thấy quen thì ảnh khó thiệt. Giống như ông cụ non vậy đó. Cho nên chấp nhận luôn. Rồi chia tay luôn. Chia tay bao em lâu? Em là em không giải thích luôn. Hai đứa em chia tay được khoảng 2 năm. Hai đứa em là mỗi người là quen một người mới. Rồi xong lý do gì quen lại nhau? Đó là lên đại học rồi đúng không? Dạ. Năm đó là cũng gần cuối năm nhất rồi. Có một bạn cũng học chung lớp với em với vợ thì ở dưới phổ thông ở dưới á. Thì hôm đó mới lên chơi rồi mới rủ là đi karaoke. Rồi hai đứa vô tình gặp thôi. Gặp sao? Nhau rồi cái sao? Ấn tượng lại thì như thế nào?
Dạ thì em nghĩ cũng bình thường, tại lúc đó cứ nghĩ là vợ em thì còn quen bạn kia, còn vợ em thì nghĩ em còn quen bạn kia nữa. Thật ra là hai bạn là chưa có mà đang ở không. Dạ lúc đó dạ, là vừa mới chia tay bạn mấy tháng luôn. Rồi sau bữa đó là sao? Dạ sau bữa đó thì về bình thường. Rồi sau vài ngày thì chồng em đã có, tự nhiên lại có số điện thoại của em lúc rồi chồng em mới nhắn tin qua lại, rồi là bạn lại, lúc đó là quên chuyện cũ rồi. Rồi nhắn tin rồi xong mà có rủ đi đâu không? Dạ có, cái lúc mà ngày đầu tiên mà chồng em hẹn em đi á, thì chồng em dặn em á là em ơi đừng có ăn gì để anh dắt em đi ăn. Thì em cũng để bụng đói để chờ để được ảnh dắt cho em đi ăn. Xong á thì ảnh dắt lại một tiệm bún chay nổi tiếng ở Cần Thơ á, quán đó em thấy là rất là đắt. Ảnh nói là rất là ngon, rồi thì đưa vô ăn mà em á thì em ăn món chay không được, là bữa đó là bạn em ăn không chứ em không có ăn, làm hại bữa đó em bị đau bao tử luôn mà anh này anh không biết, tới giờ chắc ảnh cũng không biết luôn. À vậy đó hả? Dạ. Rồi hai đứa là sau khi quay lại với nhau là mấy năm sau thì tụi em làm đám cưới? Dạ khoảng 5 năm. 5 năm sau lận hả? Dạ. Cha quen cũng trường kỳ quá ha. Dạ. Hồi nhỏ đó là nhát. Dạ. Đúng chưa? Lớn còn nhát không? Dạ cũng nhát, nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt. Tức là ảnh dễ, không có khó như hồi xưa nữa. Quen thì anh này rất là chiều em. Nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Dạ nhưng mà nhát á, nhát thì vẫn nhát. Tốt tỏ tình có nắm tay, có hôn má gì không? Dạ không. Hai đứa quen gần 2 năm, ảnh mới nắm tay em và hôn em. Vậy đó hả? Dạ. Là coi như đi chơi vậy cũng ngồi coi phim rồi cũng ngay đơ vậy thôi. Dạ. Ừ. Lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn, không có vô gặp chiếu phim luôn, toàn là đi những nơi đông người nhưng này kia. Nhưng mà có gợi ý không? Có nghĩa là có khi nào anh gợi ý đó Tú ơi đi coi phim anh không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn. Dạ. Ồ vậy hả? Rồi đêm tân hôn sao? Mừng ăn sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm cho nên cũng bối rối. Đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được trời. Ôi sao. Mà cái đêm tân hôn có đêm không? Có đêm tân hôn không? Dạ cưới xong á thì khoảng 2 ngày sau mới có đêm tân hôn. Cái đêm đó hai đứa sao nè? Mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Hai đứa nằm kế nhau thì sao nè? Thì cũng nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi. Vậy luôn á hả? Dạ. Em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả? Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Trời ơi thương lượng. Thương lượng. Nhưng mà Tú thì sao? Tú có dạ. Có nhát và thậm dạ, chí. Dạ lúc đó mình... em cũng không biết gì luôn. Chứ là em thì đi học rồi đó giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết. Nhưng mà nói nghe nè. Rồi cái sau 2 ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó? Có thấy hòa hợp, có thấy vui vẻ hay là mệt mỏi quá, khó khăn quá? Dạ thấy vui không, thấy cái chuyện đó vui không? Dạ không, lúc đó thì chắc là không thể vui được rồi, không khớp được đúng không? Khoảng tuần hay tuần sau thì mới bắt đầu mới hơi ổn rồi. Mới hơi ổn thôi. Thôi giờ mình hỏi tới cái câu chuyện là sau khi có nghĩa là các bạn ở với nhau bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm 7 tháng. 3 năm 7 tháng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 2 tuổi rưỡi vậy. Rồi chúc mừng hai đứa. 2 năm 7 tháng vậy ở với nhau vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Dạ có. Thiếu gì? Đúng không? Dạ. Sao tật xấu anh ấy sao Tú? Dạ ảnh là ảnh rất là mê coi phim. Phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á. Là ảnh coi có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ á thì ảnh mới vô. Mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi gì. Trong khi em không cần nghe tại vì em rất là ghét bộ phim đó. Mà ông kể không hết nửa tiếng rồi. Ông nào muốn kể, ông kể hoài, chuyện nào mà em ngủ thì thôi. Còn tật xấu gì nữa nè? Là ảnh đi nhậu, ảnh xỉn này về ngủ. Mà nửa đêm á, thức thì nhậu xỉn thì nửa đêm đi vệ sinh á. Thường á, đi vệ sinh thì ta kiếm toilet của ảnh, ảnh không kiếm toilet, ảnh kiếm ngay câu điện á. Đi tè hả? Dạ. Có ai suối em không vậy? Dạ, em là cái vấn đề đó là em sợ, nói chung là em sợ lắm luôn. Em nói lý do, Dạ, thật ra thì lúc đó em cũng không có nhớ nữa. Nhưng mà cha trong cái suy nghĩ em á, là em nghĩ chắc hôm đó ổ điện nó hư em cần thay hay gì đó nhưng mà tại vì chưa làm được cho nên là buổi tối khi mình ngủ á giống như mình bị mộng du vậy đó. Hiểu rồi có nghĩa là bạn này bạn bị mà dạng giống như là nó lặn vô trong đầu á. Rồi, tới giờ còn hả? Chuyện này không? Dạ tới giờ vẫn còn. Không lẽ ổ điện nhà em hư hoài? Ổ điện em thấy đâu có hư đâu anh. Nhưng mà em cũng chưa có kịp đi nữa, em vừa có thấy đi thôi là kêu em mời. Nhiều khi thấy đi cái hướng đó. Tại vì em rất là sợ chồng em ổ điện rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Lúc mà chồng em xỉn là em ngủ không có ngon được, là lúc nào em cũng phải canh đó chứ. Chồng em ngồi vậy là em phải canh. Thấy chồng em ngồi vậy là chồng lên ổ điện là em sợ sáng vô ổ điện đúng không? Cảnh mà có tiền đó, dời hết ổ điện lên cao đi.
Dạ thì cái ổ điện nó rất là cao, với lại bây giờ em lắp được cái là chống giật á. Nhưng mà em vẫn sợ. Thôi là... thôi làm ơn thầy á, đừng đi. Rồi còn gì nữa không nè? Lúc con em mà nó không ăn được, khi không ngủ được là đỡ thừa cho em. Ừ, tại em cho nó coi điện thoại nhiều quá nên ăn không được, ngủ không được. Đổ thừa giờ đúng không? Dạ. Phải đâu có còn ai để đổ thừa. Dạ, ví dụ như con em ngoan thì không có khen, ừ tại vợ dạy này kia rồi. Tới mà con em mà khóc thì này kia là tại vợ cưng quá. Vậy em mong chồng thay đổi điều gì nè? Dạ, em chỉ mong chồng em nhậu là đừng có lại ổ điện nữa. Nếu mà nhậu nhiều hay gì thì cứ ngủ tới sáng, hoặc là đi vệ sinh tại chỗ cũng được. Miễn là đừng có ngủ đồ điện. Dạ, đúng rồi. Đừng có tè vô ổ điện thôi, đúng không? Đúng rồi. Với lại anh xem phim thì đừng kể cho em nghe nữa. Rồi, dạ. Tới em đó, cô ấy có tật xấu gì nè? Dạ em á thì hơi lười, với lại tính có hơi hời hợt á. Hời hợt. Dạ, với hay giận. Tính nít lắm, như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó. Có thể là ngày, có thể là giận 4-5 lần là chứ. Ví dụ như cái câu chuyện một ngày giận 4-5 lần. Dạ. Trời ơi nó rảnh ghê luôn, một ngày giận 4-5 lần, giận vậy có vui không? Nhưng nít vậy đó chị. Đâu em kể thử làm gì mà giận. Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi. Ví dụ hôm nay em hỏi ăn gì á, ăn gì cũng được. Xong cái em nấu mình xong mua đồ về thì không đúng ý bà là bà. Dạ giận. Về chiều em nấu cơm sẵn hết trơn rồi, xong về là nhiều khi nghe món không thích là cũng không vui vậy đó. Là giận á. Dạ nhưng mà chút xíu à. Thì ngày 4-5 lần mà nó phải hết cơn này mới giận qua cái cơn dạ. kia được. Có bao giờ mà em đi nhậu nhẹt cô ấy giận không? Thường á em ít đi nhậu lắm, nhưng mà em nhậu một lần là nhiều. Cho nên là hầu như là mỗi lần đi nhậu về là giận, mỗi lần đi nhậu về. Có bao giờ đòi đi theo? Hồi xưa thì lúc chưa cưới á thì đi đâu á thì cũng là anh đi đâu cho em xin theo với. Còn giờ cưới xong á là em vừa dẫn xe qua là ra mở cổng rồi quay là hai mẹ con ngồi sẵn trên xe đợi. Là coi như bây giờ không phải xin mà là áp đặt luôn. Dạ. Ông đi dạ. là tôi với con ngồi sẵn rồi. Không thì cũng vui á. Rồi bây giờ mong muốn vậy em ừ đúng rồi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn bà xã em là tức là hơi kỹ tính hơn, với lại làm siêng hơn chút. Ví dụ nấu nướng thì đừng có bài biện nhiều quá, em dẹp mệt lắm. Làm siêng hả? Làm siêng lên chút xíu nữa. Dạ tại ở nhà là chồng em chỉ nấu ăn thôi à. Ở nhà đi làm về là em việc em về là em đút cơm cho con ăn, xong rồi hai mẹ con tắm rửa xong vô phòng nằm. Còn chồng em thì làm hết nên chồng em muốn em phụ tiếp. Vậy dễ thương quá. Thực ra cái cặp này của tụi em á rất là dễ thương, tại vì lúc chắc là hai bạn quen nhau từ cái lúc đó là trưởng thành trong suy nghĩ rồi, rồi xong còn chia tay nhau một thời gian nữa thì mới biết được là gọi là lúc mà chia tay nhau rồi mình như thế nào, mình cần phải hoàn thiện nó làm sao. Dạ. Nhưng từ khi mà quen lại là bớt gia trưởng, bớt ghen đúng không? Thay đổi 180 dạ, độ đúng không? Dạ, dạ, đúng. Ừ, thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự khống chế được cái bản thân mình. Rồi, cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi, chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, hạnh phúc nha. Rồi, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chào dạ. em. Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong, ổng tắm, ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận em có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Hiếu, dạ em 26, đến từ Long An, Cần Giuộc. Công việc của Hiếu là gì? Dạ, em hiện đang làm tài xế. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý khán giả khán đài ạ. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi, em hiện là nội trợ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình nghe đi, hai em quen nhau như thế nào? Và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao? Dạ, thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó, ở anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này, mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó 13, em 14 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ? Ở dơ, cách là phải nói là em không có biết diễn tả sao là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ mà nghĩa ổng... là nhuộm nhuộm đó, nhuộm vàng dạ, vàng đó mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng ổng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét.
Trời ơi, như vậy chắc sớm chắc không ai chơi đó. Không, mà thường mấy đứa con trai mà 12, 13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là kêu chuẩn bị trổi giò, dạ, chuẩn bị rồi. Dậy thì đó, dạ. Quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm anh. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12, 13 tuổi mà 60kg, sáu mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét cuối nào trời cho cô. Dạ đó. Đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi và đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ đúng em rồi hả? Là kèm em á. Mà em học ngu lắm. Càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không ạ? Dạ đúng rồi. Với lại ngày đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp cái em giỡn với con này sao, cái em giỡn với con kia làm sao, cái em về em kể. Em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè. Tại hồi đó ổng qua vô ổng xấu thiệt, nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê, mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp mà tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, cuối năm 14 tuổi. Ổng biết yêu, coi như 14 tuổi là ổng yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi là có cãi lộn, rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay chia chân đồ không? Dạ dần dần chắc luôn. Nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Dạ. Thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm. Tới lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công, đánh show tiệc cưới sinh nhật rồi á. Rồi em đi xíu, em không có nhà. Em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm, em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc làm cho em buồn bã lắm? Giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó. Thì cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, em mới nói với ảnh là: anh ơi, bữa nay anh có tiền, anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ngàn thôi, để em có đi học á, em có khoe với bạn, bên em cũng là lệ phụ nữ. Ổng nói với em này nè: em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền, chỉ có 30 ngàn thôi mà, đâu có mắc với anh lắm đâu. Trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc, thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30 ngàn thôi. Không, em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cọng dây chuyền đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó vậy đó. Hồi đó nó nhiêu tuổi? 18, 19 rồi đúng không? 18, 19 rồi. Ờ. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài, em ở, em không ở nhà nữa. Bả thì nhà bả đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á. Rồi em xin lại số điện thoại, rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bả đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á. Đâu được mấy tháng gì đó em không biết. Mà bả đi chơi với em xong bữa, xong bả đưa khứa đó ra sân bay rồi bả chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa. À là do anh này. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tự nhiên vì cái câu nói của anh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em cảm giác em với bạn em tự nhiên có khoảng cách luôn. Rồi anh có cặp với bạn dạ của không em mà. Bạn em cũng ngại, bạn cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bản thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ là cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc em mới quay lại, anh này anh còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng. Thì em lao từ trên cầu em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chính em nó gập như vậy luôn nè. Thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn. Thì gọi mãi nó không bắt máy. Rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á. Là một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu. Đợi chủ cái xe nói chúng cho con gửi xe ở đây. Rồi em đi sớm về nhà. Em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong. Thì nhà của em bên đây, nhà ảnh bên đây, thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy. Em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó không nghe máy. Ổng mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à, té gì té hoài, có vậy thôi cũng gọi. Rồi ổng cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình. Dạ, luôn tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi tự băng bó cho mình rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên. Vậy? À, đúng rồi. Vô tâm mà vô tình nữa. Con nít lúc đó là mười mấy tuổi đúng không?
Dạ đúng rồi. 19-20 rồi. 19-20 đó. 19-20. Có phải em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người đứng ra thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh thì các bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em không biết sao, em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này. Nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi. Nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối. Nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm. Xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Dạ tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Trời ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Ở sao? Lần đầu tiên của hai đứa? Anh cũng biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Rồi hai đứa chụp giật, xong chưa em? Xong chưa? Rồi về nó tục ngủng. Nhưng mà ai, chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi, bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê, mà đi uống cà phê lùm á. Cái đi về nắng mới mệt, anh em ơi giờ anh mệt quá, mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Mà anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Bây giờ em ngủ thiệt. Em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Rồi bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi. Một năm năm mấy đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ, vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ ổng làm biến. Biến? Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh nói chắc siêu nhà giùm em. Chưa mưa mà em để nó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột, tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh thôi để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là tới... từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm, xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy mà em không được làm như vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh. Nhiều cái quên thiệt luôn, ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á, dọn xuống là em sẽ rửa chén. Dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó, cái làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong là cái... quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích, là hay nhờ. Thí dụ em nhờ anh ơi, anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kia qua anh nhờ, chị kia qua anh nhờ, hay là để nó qua đi anh nhờ. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày, là ổng cứ mặc xong ổng tắm, ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận, em có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh. Mà có thể vẫn mặc được. Dạ nghe nhưng mà đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Ôi. Cái người ở ngoài em suy nghĩ đơn giản thôi, mình bận nhà mà thôi, thú gì cũng người nhà hửi thôi, có đâu sợ, miễn sao mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ ơi. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn. Ừ alo em nói đi đất. anh nghe nè. Anh Hiếu nè, em nói đi anh nghe. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó, là em có chấp nhận được không, hay là em muốn anh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn anh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau, tụi em vừa làm bạn với nhau. Là tụi em có thể ngồi với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề, anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc, em mà mong khóc một ngày thôi. Vậy thôi đó, bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Còn em? Thấy em đó, tật xấu của cô ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, là vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bả giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ có, là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch. Để vô vỗ kịch, để vô vỗ kịch dính, đặng đi cho nó lẹ. Một tháng đó không, em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa phá trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có, mới đây. Em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bả điện em, bả hỏi anh có về không? Nói anh có về. Thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào ra xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không? Em gọi đâu 4-5 cuốc á, không bắt máy. Tới cuốc thứ 6, thứ 7 mới bắt máy. Là em ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi ngồi rồi. Mà trời mưa lâm dâm, sáng dậy hỏi tỉnh bơ rồi. Sao anh không chửi em?
giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Thì nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa, con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm gì bả không nhớ. Có người ta nghe lời người ta suối nữa. Nghe lời người ta suối bả? Dạ đúng rồi. Bả về bả suối là em không có, không có suối làm luôn. Em làm em không có suối. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á, không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng. Trời ơi, tối em đang ngủ hả, tôi dép tao quất một cái chát. Trời ơi, em tưởng má giờ mà không già luôn á. Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô là giận lên đó phải không? Dạ không, không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu dạ, đậu, cái đó dạ, là hậu đậu. Dạ đó, em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng dép bự bự, mở ra coi là có chén có tô không giống à. Kỳ đó. Tức là 100 bộ là đúng, mỗi bộ còn chén đó, dạ, phải không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe ta suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bà hay la sảng lắm. Dạ hả? Dạ, đang chở đi ngoài đường đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo, mày nói gì vậy? Dĩ hả? Dạ, tự nhiên cái la làng lên vậy đó. Hiện giờ hai em này là gì nè, tụi em quen nhau từ hồi nhỏ. Cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình từ thời con nít. Dạ. Đôi khi á là mình phải tự làm mới lại mình xíu, rồi lâu lâu em cũng phải vậy. Ở quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi. Tại vì đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình tại sao nó cứ boring, nó tẻ nhạt quá vậy, nó cứ như vậy 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 hoài vậy, hiểu không? Thì dạ, nên nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. Dạ. Nghe. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nghe. Dạ. Rồi. Không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói ừ anh phải thế này, anh phải thế kia, cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình bị cái cảm giác là những cái mình thích thì không được làm, còn những cái mà vợ mình thích thì bắt mình làm. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, và xin chào quý khán giả đang xem đài chương trình Vợ Chồng Son. À, mời các em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Đức Toàn, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm kinh doanh và thiết kế tự do. 30 tuổi mà 30 nhỏ tuổi. Xíu vậy hả trời, nhìn trẻ lắm luôn á. Kinh doanh gì? Dạ, em có hai cái quán cà phê nhỏ. Vậy hả? Ở đây hả đâu? Dạ, ở Cần Thơ ạ. Ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ hả? Dạ, đúng rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị khán giả. Thì em tên là Tạ Bích Ngọc, thì hiện tại em 30 tuổi. Công việc của em là kinh doanh tự do. Dạ, hỗ trợ cho anh. Kinh doanh tự do có nghĩa liên quan đến quán cà phê không? Dạ có luôn. Thì em cũng là thợ làm bánh. Em có thể pha chế, làm bánh, nấu ăn. Đầy đủ. Nói nghe nè, thấy cái bụng lúp lúp đó. Dạ. Em có đang vui không? Em đang có em bé 6 tháng vậy. Wow, chúc mừng hai vợ chồng nghe. Dạ. Rồi hai vợ chồng em là quen nhau từ khi nào? Và lần đầu tiên gặp nhau ai ấn tượng ai trước? Khi hai vợ chồng quen nhau thì cũng là tình cờ thôi. Thật ra để mà gọi là ai ấn tượng ai thì không ai ấn tượng ai cả. Thời điểm đó là em đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn. Thì bà xã em lúc đó đang ở Cần Thơ. Vô tình là anh gọi là thầy, kêu là thầy nhưng mà thật ra cứ kêu là anh em không à. Thì thầy của em thì mới rủ em về dưới Cần Thơ để mà chụp hình cưới cho hai anh chị. Thì lúc đó bà xã em thì lại làm là dâu phụ. Thành thử ra là khi mà coi lại cái hình cưới của hai anh chị á, anh chị lại kêu là mà sao mày chụp hình hai đứa tao mà sao mày không chụp mà mày toàn là chụp em hình không à? Vô chụp cô nào không à? Cái đó vô tình hay là em bữa đó là em chụp mà em thấy bạn này rồi em bị sao nhãng? Dạ không, tại vì thật sự là khi mà chụp hình cho hai anh chị á thì chỉ có bản thân một mình em chụp hình thôi, cho nên em phải chụp liên tục rất là nhanh thì mới có nhiều hình ảnh và bắt được nhiều khoảnh khắc. Cho nên là em phải để autofocus là lấy được hình mà như thế nào. Mà sao cứ dính cái cô này không luôn? Mà ngộ lắm. Nghe em không à, chụp dính em không à? Thật sự là không có hề để ý luôn. Dạ đúng rồi. Vô tình thôi phải không em? Dạ đúng rồi. Và lúc là thì mình tính không bằng trời tính, ông trời ông tính sắp xếp hết trơn. Em thì đó em ghét ổng lắm. Trước đó là tối ngày hôm đó sẽ qua nhà cô dâu ngủ để sáng đi đưa dâu. Thì lúc đó em có gọi điện thoại cho cái chị đó xuống mở cửa giùm em. Thì lúc mà mở cửa lên á thì em thấy ở trần mà sao mà để tóc dài, tại đó tóc chồng em dài ở đây nè, dữ vậy đó hả? Lúc đó em mở lên là em ủa chị ơi. Em kêu tóc dài đúng chị. Dạ em tưởng chị, xong hỏi cái em mới sửa lại là ủa anh ơi chị đâu rồi vậy đó. Thì anh mới dắt lên, thì lúc đó em ấn tượng lúc đó đó. Là nhưng mà có chút xíu đó là không tốt thích lắm. Không hay là không thích? Không thích, không thích đúng không? Dạ. Tại vì cái mặt nhăn nhó khó chịu lắm.
Dạ. Nghĩa là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là không hề có ấn tượng tốt về nhau. Dạ đúng rồi. Vậy thì làm sao mà hai bạn lại quen biết nhau? Sau khi đám cưới của hai anh chị đó thì em cũng có về, rồi hai anh chị đó sẽ mở một cái studio. Thì khi khai trương cái studio đó thì em có về chơi, thì lúc đó là bà xã em lại có qua thêm một lần nữa. Thật sự ra lúc đó thì cũng chỉ là nói chuyện gọi là xã giao thôi. Thì kêu là cuối tuần là bà xã em có khai trương cái quán đó, mời em về chơi, nhưng mà em cũng nhận lời vậy thôi. Nhưng mà thật ra là mình biết là việc học của mình thì mình không về được. Mãi sau này thì khi mà mở quán rồi thì vợ em lại hay đi Sài Gòn để cập nhật những cái tình hình mới này nọ, sự phát triển, để làm sao về làm sao cho cái quán của mình nó phát triển lên. Thì mỗi lần lên á thì lại hẹn hò với lại hai anh chị đó đi ăn, bắt đầu là rủ em đi ăn cùng, cái là vài lần gặp. Hai anh chị đó cũng thúc luôn, tại vì bên em là có đạo thì em cũng muốn tìm một người có đạo, nên là biết ông này có đạo á, cái mấy anh chị đó cứ thúc mày thử mày tìm hiểu coi được không, không được thôi. Ông này thì cũng bị bên kia thúc luôn. Thúc qua thúc lại. Dạ. Rồi cái là hai đứa lúc đó là bắt đầu để ý dạ, nhau, dạ. Nhắn tin, nhau, trò chuyện. Nói bao chuyện lâu thì mới bắt đầu là quen nhau? Em nghĩ là sau khoảng khai trương cái quán của bà xã em khoảng độ 2-3 tháng thì hai đứa em bắt đầu nhắn tin với nhau. Nhắn tin thật ra là lúc đó là theo kiểu mà gọi là chơi, nhắn tin thôi, chơi chơi. Nhưng mà chính xác thì lúc nào là yêu nhau đậm sâu? Khoảng đợt hơn sắp xỉ một năm. Sắp xỉ một năm là bắt đầu đậm sâu. Dạ. Tóc em thì vẫn dài như là dạ, đúng dòng suối vậy đó. Dạ đúng rồi. Rồi em về nhà bạn này thì sao? Ba mẹ bạn này có ý kiến sao về suối tóc đó của em? Tóc em thì lúc mà lần đầu tiên mà khi mà em về á thì tóc em vẫn dài. Nhà em và em vẫn nhớ cái ấn tượng nhất là khi mà đi vô gọi là gặp mẹ vợ, thì mẹ vợ lúc đó đang đứng trong bếp, thì mình vô mình chào, kêu con chào cô. Cái mẹ vợ em thì rất là hiền. Thì mẹ cũng chào lại, rồi lúc mà khi mà em đi ra thì em vô tình em nghe câu là chưa chưa, giống như là theo kiểu mà bất ngờ trời ơi, không thấy là em lúc đó em để xả tóc dài, thì tóc em được cái là khi mà nó càng dài thì nó sẽ càng xoăn càng lọn theo cách tự nhiên. Nghĩa là bà bất ngờ đúng không? Dạ đúng rồi. Bà có bắt em cắt tóc không hay là chấp nhận cái mái tóc dài đó? Đối với mẹ em á thì mẹ em sao sẽ dễ hơn. Nói chung là bố mẹ em thì không có bắt cắt tóc, nhưng mà bạn bè của bố thì cũng có nói là coi sao con cắt tóc cho gọn gàng cái gì vậy? Bố con ok liền. Đại khái là không có thích để tóc dài lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng không ép. Dạ đúng rồi. Không bắt. Rồi bao lâu thì các bạn mới là cưới nhau? Hai đứa em quen nhau thì khoảng bắt đầu cái thời điểm mà em tốt nghiệp. Em tốt nghiệp năm 2013, thì sau đó khoảng độ nửa năm sau á thì em bắt đầu là cầu hôn và cưới. Thì cái khoảng thời gian em quen là khoảng độ hơn 2 năm. Có khi nào mà gia đình em á, hoặc là gia đình của em á, hai bên gia đình hối các bạn là cưới nhau? Dạ, hối thì có. Tại vì lúc đó hai đứa em á là muốn mình tự lập, nên là lúc làm đám cưới đó là sẽ muốn làm một cái đám cưới theo ý của mình, hoành tráng theo ý của mình á. Thì tụi em có lên kế hoạch đi một cái chương trình Working Holiday. Thì cái chương trình đó ví dụ như mình đi một năm, thì khi về mình sẽ có một mớ vốn, thì mình sẽ làm cái tiệc cưới hoành tráng theo ý của mình luôn, với lại cũng đỡ tốn tiền cha mẹ hơn. Lúc đó khi mà tụi em nói với cha mẹ thì là bên chủ yếu là bên bố mẹ em với bên nội em á thì lại không vừa ý, là tại vì em con gái mà hồi đó tới giờ thì em không có được có bạn trai. Thì ông này là ông đầu tiên mà em dắt về nhà thì khó lắm, nên là muốn là cưới đi rồi muốn đi đâu đó rồi đi. Dạ, tại sợ có chuyện này chuyện kia vậy chị. Hai bên gia đình là hối cưới. Dạ, thì cũng nói ra nói vô, thôi cưới luôn cưới đi, muốn đi đâu đi. Thì đi. Rồi cuối cùng cưới xong nghỉ đi luôn. Lý do gì mà cưới xong rồi lại không thực hiện cái chuyến đi đó? Tại vì là khi mà cưới xong á thì trước khi xác định cưới thì là hai đứa đi học tiếng Anh, để mà tại vì cái đó nó phải thi nữa, nó phải có trình độ. Thì sau cái khi mình cưới á thì sát cái ngày nộp cái CV rồi thì mình cái trình độ tiếng Anh bọn em là chưa có ôn luyện tiếng Anh đủ kịp để mà đi thi cái IELTS, cho nên là bị bỏ lỡ cái là năm cưới đó. Cưới cũng gấp quá. Tính là năm sau đi tiếp thì vô tình lại là em bé. Có em bé đầu tiên. Ủa như vậy là cái tình yêu của các em là giữ cho đến cái ngày cưới thì hai đứa mới có lần đầu đúng không? Dạ. Có sống thử không? Dạ. Hai đứa dạ, sống thử trước không? Không là giữ đúng không? Dạ sau 2 tháng thì cũng vậy.
sao vậy? Em như là em bị tâm lý á, mỗi lần mà tới cái khúc cao trào là em sợ cái ông này. Ông này bắt đầu ông cũng sợ. Tại vì là một phần là thứ nhất là thời điểm mà khi mình cưới xong thì chắc chắn là người đàn ông nào cũng suy nghĩ tới vấn đề là làm sao kinh tế nó ổn định hơn rồi mới sẵn sàng cho tới việc có con. Thì cái việc có con thật ra là hai đứa em cũng chưa có tính, nhưng mà con tới thì mình đón nhận. Nhưng mà thật ra là để kinh tế nó ổn định thì mình mới có, thì vô tình mà nói không ai tin. Bởi vì chị mới nói là mình sợ của nào trời trao của nấy, coi như cưới xong ha, 2-3 tháng sau đụng vô cái có liền, đụng vô có liền nghỉ đi luôn đó. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề mà đi á thì hai đứa em vẫn có ý định cho tới thời điểm là những năm sau vẫn có ý định đi, nhưng mà đừng cái là cứ mỗi lần lên có ý định là lên có kế một hoạch tin vui là có tết là có em bé là... thôi không được rồi, như vậy phải đợi đứa thứ ba rồi đi luôn. Không, trời không cho đi rồi. Hai đứa em là cưới nhau được mấy năm rồi? Tính tới thời điểm này là 5 năm. 5 năm. Dạ, rồi lúc bây giờ là có tật xấu tật gì lòi ra không? Cho anh kể trước đó. Xem chương trình này biết. Nãy là em tính ghi vô tay tại nhiều quá. Cái phần này là em thích chứ không? Dạ đúng. Dạ tất nhiên là khi yêu sẽ khác, và khi mình cưới về thì cưới về nó sẽ khác, đúng không? Dạ. Thật ra đối với vợ em thì tật xấu thì không hẳn là tật xấu, mà gọi là cái tính thôi. Thứ nhất là suy nghĩ nhanh và làm nhanh, không suy nghĩ chậm lại. Có nghĩa là suy nghĩ là làm liền, sống nhanh đó, không dạ, sống chậm rồi. Đó không, ừ. không sống chậm lại. Cái thứ hai là hơi cằn nhằn. Ví dụ như em làm cái gì mà không thích đi, không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói ừ anh phải thế này, anh phải thế kia. Cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình bị cái cảm giác là những cái mình thích thì không được làm, còn những cái mà vợ mình thích thì bắt mình làm. Em nói là ví dụ như là em hay gọi là một tí xíu về vấn đề mà game đi, và em cứ thấy em cầm cái máy lên mà chỉ cần mở cái game lên là bắt đầu lại bài ca công ca. Tại vì cổ không thích cái việc mà em chơi game. Dạ đúng rồi. Đó. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Hay quên. Dạ đúng rồi, hay quên. Có bao giờ quên chuyện gì mà nó dễ sợ không? Quên theo kiểu mà quên trong vấn đề là công việc thôi. Ví dụ như là công việc mình mới nói đó. Thôi đảng trí chút xíu luôn. Dạ đúng rồi. À. Đối với là đồ đạc, ví dụ như là có thể là để đồ đó nhưng mà thật sự không nhớ là mình để ở đó. Em cầm điện thoại, em đi kiếm điện thoại. Rồi giờ tới em á. Em nãy em tính ghi là tại em hay quên nè, không nhớ. Tại cái tính em á là cái gì làm gì cũng phải tốt cho sức khỏe á. Ảnh thì anh đi làm về trễ, ảnh thường xuyên tắm khuya. Em thì em coi mấy cái bài mà người ta hay bị đột quỵ do tắm khuya á, nên mình cũng sợ, thì mình chỉ lo sức khỏe thôi. Mỗi lần mà em nhắc ổng á thì lúc đó ổng ngồi ổng cầm cái iPad ổng chơi, nói bây giờ anh vô tắm đi, xong cái anh lên giường anh muốn chơi gì đó là chơi. Thì mỗi lần vậy đó, thay vì á ổng sẽ nghe lời chút xíu đi, không ổng cứ vậy đó, bởi vậy em mới nói hoài. Rồi còn gì nữa nè? Với ngồi toilet hơi bị lâu, sáng là 40 phút, tối 40 phút. Ngồi chắc chơi game trọng. Dạ đúng. Trời, rồi biết luôn á, tại vì dạ, ra ngoài á là bị dính mấy đứa con, bị cằn nhằn rồi dính mấy đứa con nữa. Ừ, tại vì mình cũng hiểu cái tâm trạng. Rồi có khó tính không? Dạ khó tính lắm chị. Hồi đầu như em bị dụ á, về mày đặt là trong nhà ha, là dọn dẹp sạch sẽ là một tay không làm, là phụ mẹ em á. Em thì không có kỹ tính bằng ổng, rửa chén cũng rửa tiếp em nữa ha. Còn bây giờ từ từ cái mức độ giảm dần đó, bây giờ là hết luôn. Bây giờ ổng bày hài hơn em nữa. Vậy à, khó tính. Dạ. Nhưng mà hồi trước rất là khó tính, bây giờ thì tính em á được với ổng á chan hòa với nhau á. Nhưng mà cái đó là với em. Dạ. Ví dụ như với nhân viên thì sao? Với nhân viên thì hồi trước thì ổng rất là khó tính, nhưng mà sau này khi mà em cũng góp ý lên nên nhu một xíu thì từ từ cái ảnh cũng cân đối lại. Có được nào khó tính mà đuổi nhân viên không? Dạ. Dạ không, em không đuổi nhân viên vì nghỉ vì em khó tính chứ em không đuổi. Em sao em giao hết cho ổng thì ổng khó quá, cái mấy đứa xin nghỉ hết. Nhưng mà bây giờ thì sao, giờ là hết rồi, bớt rồi đúng dạ, không? Dạ hết rồi. Rồi thôi chúc mừng nha. Và bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em thì không mong muốn vợ thay đổi cái gì, chỉ là vấn đề là ít cằn nhằn em hơn, rồi vấn đề là những cái em thích á thì vợ sẽ hiểu hơn và đừng có cấm đoán em theo những cái kiểu. Rồi còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em muốn tốt cho sức khỏe thôi, nên là có những cái mà thứ nhất là không tắm đêm. Dạ, đúng không? Không tắm đêm, với lại sắp xếp công việc lại một xíu để dành thời gian cho gia đình. Nhiều khi ảnh mê công việc quá, tới giờ ăn cơm á nhiều khi ảnh sẽ ưu tiên công việc hơn. Em thì em gần nhiêu đó thôi. Là năm nay hai đứa 30 tuổi ha. Dạ. Dạ. Trời 30 ơi. Tuổi ba đứa. Trời ơi, có nghĩa là tuổi đời còn rất là trẻ luôn á mà đã có một cái sự nghiệp ha, có một cái gia đình ngon lành ha. Quá đã luôn. Ba đứa đó. Con là vốn liếng quá nhiều luôn, tại vì
rất nhiều những cặp vợ chồng á mà họ lớn rồi, họ thành đạt, họ giàu có nhưng mà họ vẫn không có con, và rất là thèm khát cái đứa con. Mà tụi em ở đây là coi như là có đầy đủ hết, thì chị nghĩ là tụi em phải chiều theo những cái mà mong muốn của đối phương. Ví dụ á, cái vụ mà tắm khuya đó là thực sự là rất nguy hiểm đó, cho nên cố gắng đi giữ gìn cho nhau. Tại còn việc trách nhiệm của tụi em bây giờ lớn lắm, ba đứa nhỏ là nuôi đó, nó khôn lớn, hiểu không? Rồi xin cảm ơn đôi vợ chồng trẻ nha. Trẻ mà tài năng. Cảm ơn các em đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Từ Cần Thơ lên đây luôn, cảm ơn nhiều lắm luôn á. Chúc hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, làm đạt, phát tài nha. Cảm ơn anh chị. Mẹ tròn con vuông. Cảm ơn anh chị.